chính thức vào đông khi mà một đợt không khí lạnh mạnh tràn về và gây rét thực sự ở khu vực này. Tình hình cụ thể như thế nào chị Quỳnh Hoa? Vâng, chắc chắn thông tin này đang rất nhiều khán giả chờ đợi vì cuối tuần này chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh khá là mạnh và dự kiến là nó sẽ tràn về cuối tuần khiến cho trời chuyển rét trên diện rộng. Riêng vùng núi có thể có rét đậm khi mà nhiệt độ xuống thấp nhất là từ 10 đến 15 độ, còn ban ngày thì không vượt quá 21 độ. Còn trước đó chỉ riêng vùng núi phía Đông Bắc Bộ là khả năng sẽ có mưa rải rác trong vòng 2 ngày tới, chị Lan Anh. Vâng, đó là đến tận cuối tuần này cơ. Thế nhưng mà được biết là trong hôm nay và vài ngày sắp tới nữa thì miền Bắc vẫn tiếp tục nắng ấm đúng không ạ? Và cái nhiệt độ cụ thể như thế nào chị? Vâng, đợt không khí lạnh cũ đang chi phối thời tiết ở Bắc Bộ thì đang suy yếu dần. Vì vậy mà trong ít nhất 3 ngày tới, khu vực đồng bằng và cụ thể là hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ nữa so với ngày hôm qua. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, sang khu vực phía Tây như Lào Cai, Điện Biên Phủ đều từ 29 đến 31 độ. Dù đây chưa phải là mức nhiệt cao, thế nhưng trong giai đoạn mà chuẩn bị sang đông như thế này thì chúng ta có thể cảm thấy hơi nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Còn lui xuống khu vực miền Trung Tây Nguyên thì thời tiết đang ổn định là nắng ráo. Các thành phố như Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới hay là Huế, nắng tập trung vào trưa chiều, nhiệt độ trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Còn từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến thành phố Phan Thiết, cũng như các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột của khu vực Tây Nguyên, thời gian nắng sẽ đến sớm hơn và kéo dài đến muộn, nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Ở Nam Bộ thì cường độ nắng mạnh hơn, nhất là các thành phố như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vĩnh Long, Cần Thơ khá là nóng vào trưa và đầu giờ chiều khi mà nhiệt độ cao nhất có thể lên mức 34 độ, còn độ ẩm trong không khí chỉ dao động trong khoảng là từ 49 đến 58%, trời khá là khô. Còn với thành phố Vũng Tàu, Cà Mau, nhiệt độ dễ chịu hơn trong khoảng là từ 32 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, hôm nay vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa lưu ý là sẽ có mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với vùng biển quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc cũng có mưa rải rác làm tầm nhìn giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km, gió không vượt quá cấp 4. Còn với ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt hơn, trời có nắng và gió đây chỉ thổi đều là cấp 4. Hy vọng rằng quý vị đã kịp ghi nhớ những thông tin về thời tiết vừa rồi. Còn bây giờ xin mời trở lại. Đây là chương trình dự báo thời tiết 24/7 của VTV, được phát sóng trên nền tảng số. Và để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thời tiết nào của chúng tôi trong ngày, quý vị hãy like, hãy share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào!